Ok, chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ đi hồ câu cá Gia Bảo nha các bạn. Thì trên đó đường đi tới đây, mà cái đường nó xấu quá cơ. Lâu lắm rồi mình không có làm cái video câu cá cho anh em xem. Chắc cũng phải gần năm rồi đấy. Hôm nay mình quyết định gọi là quay một cái video một ngày mình đi câu cá nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi câu hồ giải trí nha các bạn. Câu dịch vụ ấy. Gọi là giải trí nhưng mà tốn tiền lắm. Ok, thì mình đang trên đường di chuyển tới này các bạn. Đây, đường đi đây, gần tới cái hồ rồi. Ok, có gì tới mình sẽ quay lại video cho anh em xem nha. Let's go. Quên, dựng này. Đây hồ đây nha các bạn. Từ từ, mình đi vô, quay cho anh em xem. Ok, đi thôi anh em ơi. À, cái hồ ăn sáng rồi em ơi. Cái hồ này thì phải bốc số nha các bạn. Bốc hai số, mình chọn một trong hai. Bây giờ đang đợi bốc số đây. Tí nữa bốc, tí nữa rồi câu. Đây, xem cái hồ này. Ấy, người ta tới rồi này. Nhưng mà giờ phải đợi bốc số. Ok, tí nữa bốc số quay tiếp. Giờ mình đi chọn mồi trước nha các bạn. Tại vì chủ hồ đi vắng rồi. Chắc tầm 5-10 phút nữa thì mới bốc số. Thôi mình đi chọn mồi trước đây, tí tới bốc số các mình. Rồi mình làm ly làm lệ luôn. Đây, cái này. Đây là hầu. Lấy ít nước nha. Ok. Đông lạnh nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho nồi gói đông lạnh. Cá ăn thì pha tiếp, mà không ăn thì về. Đầu tiên cái trứng sữa trước này. Bóp ra thôi. Nước theo là 1-3-5 nhé. Mình xài combo 1-3-5 ký sữa và nước đen. Ui giời ơi này. Chạy ra một tí bắt. Cái này mình cho 15-16 rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Thôi, 15 giọt thôi. Riêng con nào này cho đúng 15 giọt. Nước đen nha các bạn. Nước đen kim long. Trong xịt xịt. Đấy luôn. Ok. Xịt đâu 5-7 xịt nữa. Này, mình xem cái nước màu nước như thế này nó ok này. Cho ít bùng tiết cho nhẹ mồi coi. Ít thôi. Tán đều ra. Cái cắm nhìn vô nó. Tôm gan. Đảo đẹp. Trong khu hồ trông. Này một câu bỏ vô đây. Để lại một ít một xả. Một xả chỉ cần đổ nước vô là lụm. Bốc số rồi ta. Hay là pha mồi luôn ha. Hay là xả luôn đi. Đổ nước vô này.
rồi một xã nha anh em. Ừ, thì mình cho mỗi lên, không cho gì hết. Lọ sắp hết rồi. Lọ này mua 1,5 triệu. Đây là một xã nha, các quả. Độ bóng cám xã này như là sau xã thì pha này rồi cám này vô này trứng kín đảo đều lên là xong. Vô bốc số xong người ta pha cắm câu mọi ơi. Người ta bốc hết đi. Không cho người ta bốc xong thì mình bốc xong ha. Xong cắm xạ đã ăn em. Làm đều lên. Đây. Tí là viết chỗ một cái là mình xả đùng đùng luôn. Đó, có người đã có số rồi. Hai người có số rồi. Ôi, giờ bốc số đi rồi, rồi ra trộn mồi sau, một câu. Hôm qua, chú anh tứ chối cho mình coi nè. Quay anh nè. Ừ, chú bà này tứ chối cho mình coi. Ui dồi, có cái số luôn nữa hả? Anh bốc chưa anh đâu? Hả? Xong chưa? Chưa. Mọi người bốc 4 số hả? Tao đang mê mày ngồi thế nào ra ngồi kế rồi. Tao kiếm một cái bớt bát. Đi kèm bốc cho thằng Thanh à. Nó số một cái ra được luôn thì trời. Nếu còn số mà bốc luôn á. Đã rồi, ra rồi. 14, 15 anh với Dương nha. Ừ, quá số 7 ngon nè. Trời ơi. Số 7 với số 2. Số 7 là thấy êm rồi đó. Số 7 thế nào ta? 5 số 7. Hơi nắng nha. Sao? À. Anh ấy anh kêu bốc cho anh 2 số. Anh nào? Đỉnh cao. Đỉnh cao. Ừ. Bỏ ngoài luôn nha. Anh đang lấy số 7 rồi đó. Chỉ là lấy ra anh 2 số mà. Anh ký anh qua vậy. Bốc giùm mới chứ. Rồi có số rồi nè. Đồ má số 4 luôn nè, số 4 ngon nè. Bốc thêm số nữa thôi. Ước gì mình được cái bờ bên kia cho nó mát, nắng quá. Đủ 21 này. Đồ má 21 luôn. Rồi anh qua 21 nha. Để số 7 cho anh đỉnh cao đi. Á mà 21, 21 luôn trời. Qua bên kia cho nó mát. Hai số này anh lấy này. Số 7 với 21 nha. Qua 21 để cho nó mát, nó bờ bên kia không có ai luôn rồi. Không có số mấy anh? 21. Không có số mấy? 21 với số 7 mà số 7 cho anh kia rồi. Cho anh đỉnh cao rồi. Ủa hồ tôi nhân sinh. Đồ quyền. Bắt anh quyền. Rồi, giờ đi qua bên kia rồi đi chọn ngồi đi ha. Mày số 7 nó ngon đấy. Thì cho anh nó ngồi. Nắng. Nắng cái gì mà thôi. Thôi, cá không có, có không quan trọng, quan trọng nắng đen ra hết. Ok nha, giờ mình sẽ pha một câu nha. Câu này, cái mùi nãy mình pha thôi nè. Này mình chỉ cần bổ sau này. Hai cục. Kiến kiến vô. Kiến hồi nãy mình bỏ một nửa vô cắm xạ này. Để mình bỏ nó vô đây. Mình cắm câu nha các bạn. Hồ này có các con. Nó vừa vừa trên kiến. Có con. Công gan này, cái cơ này. Tôi nhện cho một ít chưa.
cái này thôi. Đó. Tạo đeo lên. Rồi vô. Rằng tuấn thế lãng trí mặt bất kỳ sử dụng một mềm mềm này lắm à. Xong thế thôi, đơn giản như đan dưỡng. Ok rồi em. Con đầu tiên thưởng 500k. Ý da. Máy cá đẹp thế, không chạy luôn, cái này cá cũ hay cá mới luôn. Rồi. Có lâu cá chưa ăn mà, ăn mà. Đánh, đánh đè mà đè. Kệ chúng móng cái đi. Mới luôn. Hai lưỡi ngay ngoài luôn. Hai lưỡi bên ngoài luôn. Để không à. Má, con này ăn miệng. Con này mới cá mới hả? Để xin. Mới cá mới hả? Ừ. Không có cái này, đúng rồi. Này, cái đồng thứ 1, thứ 2. Cá lâu thế. Ok. Một cái máy xí. Gắn cái. Em lấy cái dầu á. Em mở cái chân nó ra, đặt cái chân trên cái ghế. Biết đi sao, biết đi chơi với sao rồi. To quá. Má mình thiếu quá gì ta. Thấy nó khỏe.
đan lực. Cái mẹ nó ướt mặt rồi. Quyền ơi. Cái này chắc tập ký 7-8. Ok. Đủ má tắt máy quay đấy, anh liền nha. Rồi ăn mì chưa? Ăn mì ha, xúc dưới. Rồi, kiểm tra lại cho. Xúc dưới rồi rồi. À, nó nhức đâu rồi, ngày 12 giờ luôn. Ừ. Ôi giời, sao mà ây da. Con này bự ấy, con này ký 4,5 ấy. Xong. Đấy, chỗ khảo nó cuốn quá. Xuống mà nó báo, xuống mà nó báo. Nghe cái đứt. Hôm nay hết chạy. Tao bắt được cá nha, muốn phá. Ở cái đơn hàng của em bao nhiêu tiền đấy? Chỗ mình thì éo lo giật cá, đi giật cá cho người ta. À, anh Tùng muốn tiếp đó. Còn cần câu hả? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? À, cái mới rồi. Ừ. 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 Ừ
kêu em ơi. Qua bên kia luôn kìa, dính luôn rồi. Có gì đâu mắc cỡ. Đậu má tất cả mấy con thích thằng kế bên rồi Hảo ơi. Bên nào anh? Hả? Bên nào? Thằng kế bên mà đậu đúng đậu. Nó lâu được bữa mẫu cá đúng không? Đâu lâu được bữa mà anh Nguyên cứ la hoài ta. Mọi hôm anh, đấy. Mọi hôm anh báo cái chép em có la gì đâu trời. Hết giờ chưa Hảo? Giờ đi. Có gì đâu mà có. Ok anh em, giờ mình sẽ dọn đồ về nha các bạn. Ơ đi chứ. Từ từ mình dọn về xong mình bóc cá nữa. Dép lớn à? Không. Dép con. Nay trời mưa quá. Giờ bẩn. Giờ phải lau đồ luôn. Hai ngón tay anh ơi. Bóc cá. Súc không? Ơi, chủ hồ cũng mệt. Ủa sao nó lại chạy này? Hả? Tại vì nó có cái mic này đang thu ở đây này. Nó nhỏ như cái con khác là lấy giờ rất lâu rồi. Sao? Hai anh em mình chiên chứ. Lên. À. Cá đang ăn. Thôi xong lôi cho. Được. Nó nhỏ bằng mày nó giờ giúp rất hồi đó, nó to quá. Nó to quá. Cá nhìn Hảo nha. Khoan luôn. Ừ, xong, có thử không? Lẹ Hảo đi. Cầm đây, cầm đây. Hết rồi. Chắc ok anh em, hiện tại thì mình được 32 kg. Và hôm nay đây là chủ hồ các bạn. Đây, chủ hồ đây. Hôm nay có giải nhất ngày thì hên quá mình đứng nhất ngày. Đây. Đây hả luôn. Ok, chị phải đi cơ, không cơ cũng chụp cho. Một mình luôn hả? Đi ra đây đứng hả? Qua bên kia, qua bên kia. Nhá. Từ con vết này xong bắt cầm đúng không? Em. Lỡ mày. Rồi ok, giờ mình dọn đồ đi về nha các bạn. Mình cũng ra được mà. Ok anh em, giờ mình vừa mới lên xe đi về nha các bạn. Hôm nay thì mình may mắn đó, bốc được cái số mà có cá. Thế là cuối cùng mình được 33 kg. Tại vì lúc nãy 32 kg và bán cho ông kia mất 1 kg rồi. Còn 3, 22.
Thì nói chung là hôm nay cũng rất là may mắn quay video cho anh em xem mà nó có cá, chứ nhiều hôm mình đi móm chết luôn các bạn. Nói chung là đen hay đỏ thôi, đỏ thì ok, lúc nào cũng có cá, còn đen thì móm là chuyện bình thường, để đi dịch vụ mà. Nếu mà không móm thì ai cũng đi câu hết rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Lâu lắm mà mình không có làm cái video về cú cá cho anh em xem. Giờ mình sẽ dừng video ở đây thôi. Có gì anh em thắc mắc gì hãy comment ở dưới phần bình luận, mình ấy mình sẽ trả lời cho các bạn xem nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye anh em.